Hello anh em, mình là Kim Motul. Chào mừng anh em đến với chuyên mục là độ chế của kênh Kim Motul. Mình thích thì mình làm thôi. Đó, thì là mình đây là mình đã có một con xe ga Vision của Honda. Đó, đây là mình sẽ quay cái chiếc xe Vision cho anh em coi. Đó. Vision đời cũ này hoặc là Ablade các đời cũ thì nó không có cái bộ tự động đề ở đây. Thì mình ở cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà đấu nối ở trên cái xe Vision này. Thì hoàn toàn không phải là cắt ghép đầu nối dây gì cả, chỉ là rút cái rắc ở đây ra và anh em sẽ cắm cái đầu dây của mình vào đây và sẽ ghim vào cái công tắc, thế là xong. Ok, thì bây giờ là mình sẽ trải nghiệm trước cho anh em coi. Thì đây mình sẽ gắn thêm một công tắc on off, thì mình đang để chế độ on đó. Thì bây giờ là anh em hãy để ý cho mình là khi mình bật chìa khóa lên và cái đèn vàng ở đây nó sẽ sáng, nó sẽ sáng trong khoảng 2 cho đến 3 giây là nó sẽ tự động đề. Ok, thì bây giờ mình sẽ test cho anh em. Đó, cái xe của mình đã để nổ rồi ạ. Thì bây giờ anh em có thể lên ga bình thường. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tắt chìa khóa đi. Và mình sẽ tắt cái công tắc ở đây đi. Thì mình sẽ chia sẻ với anh em. Đó, bây giờ mình tắt rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em nguyên lý hoạt động của cái xe ga phun xăng điện tử này. Ở đây là nhà sản xuất cũng đã khuyến cáo với anh em. Khi anh em bật chìa khóa lên, bật chìa khóa ở đây lên, thì cái đèn vàng ở trên cái táp lô ở đây nó sẽ sáng. Khi nào mà nó ngắt cái đèn vàng đi thì lúc đấy anh em hãy nên để và bóp phanh là để đó. Thì bây giờ là mình đã làm cái con này và mình đã tính toán là khi anh em bật chìa khóa lên nó sẽ sáng trong khoảng 2 cho đến 3 giây thì lúc đấy nó mới bấm để, và cái đèn này của các bạn nó vẫn cứ sáng tiếp. Sáng tiếp như thế là gì? Là lúc đấy là cái bơm xăng nó đang hoạt động mạnh nhất để nó nhồi xăng để ép nổ. Đó, mình đã tính toán được như thế cho nó ok thì cái xe của các bạn nó sẽ dễ nổ đó. Thì bây giờ là mình sẽ bật cái nút ở đây lên và mình sẽ làm lại đó. Thì bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên, anh em để ý nhá, mình không can thiệp gì đến cái nút đề đây nhá, mà cái rắc nút đề là mình đã rút ra rồi đó. Ok, thì bây giờ là mình cũng không cần phải bóp phanh luôn, không cần phải bóp hai phanh luôn, và mình sẽ bật chìa khóa lên. Anh em để ý cho mình cái đèn vàng ở đây nó sẽ sáng sau khoảng 2 cho đến 3 giây thì lúc đấy nó mới nổ máy anh em nhá. Đó, anh em thấy ok không ạ? Như thế là ok rồi. Và cái xe của mình đã nổ rồi, bây giờ là mình sẽ vù ga lên. Đó. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tắt máy đi để cho khỏi ồn và mình sẽ chia sẻ với anh em. Thì trên cái xe Vision nói riêng cũng như là những cái xe ga của dòng Honda nói chung nó sẽ có những cái màu dây như sau. Thì anh em sẽ để ý cho mình, ở đây là có cái rắc nút đề đây. Đằng trước chỗ này nó sẽ là cái nút đề, ở đây nó sẽ có cái rắc. Thì khi anh em rút cái rắc ra ấy, thì nó sẽ có hai màu dây như này. Một cái dây là màu xanh sọc xanh, dây xanh dương sọc xanh lá anh em nhé. Và cái dây vàng, đây anh em nhìn thấy không? Dây vàng sọc xanh lá đó. Thì anh em để ý cho mình cái cách đọc màu dây. Cái dây nó to, cái dây to, cái dây xanh này, cái phần xanh nó nhiều hơn là cái phần xanh lá. Thì anh em sẽ đọc là xanh sọc xanh lá đó. Hoặc ở đây mình có cái dây vàng to này, cái dây vàng nó sẽ phần vàng nó sẽ to hơn là cái phần xanh lá trong này, thì anh em sẽ đọc cho mình là vàng sọc xanh lá đó. Ở trong nó màu xanh lá thì anh em đọc là xanh lá, hoặc là vàng sọc đen hay vàng sọc trắng đó, cái cách đọc nó như thế. Thì tương tự như thế thì ở đây là mình sẽ có một con auto khởi động ở đây đó, thì nó sẽ có một cái dây vàng sọc đỏ ở đây. Thì anh em sẽ ghim nó vào cái rắc mà có cái dây vàng sọc xanh đó, anh em chỉ cần cài nó vào đây và sau đó anh em gấp nó lại như thế này, anh em gấp nó lại như này và anh em cắm ngược nó vào cái rắc ở đây, thế là xong. Thì bây giờ là mình sẽ thao tác cho anh em, thì mình làm bằng một tay thì nó cũng sẽ hơi vướng, một tay mình cầm máy mình quay đó. Thì anh em chỉ cần ghim nó vào như thế là xong đó, ví dụ như thế, anh em ghim nó vào như này là xong. Ok, thì ở đây nó sẽ có một cái dây vàng từ dưới máy lên. Đấy, anh em nhìn cái cỡ dây vàng ở trong này không ạ? Dây vàng từ dưới máy lên thì anh em sẽ đấu vào cái dây vàng ở đây. Cái dây này sẽ là dây liền nhá anh em nhá. Đây ạ, ở trong này nó có một cái dây vàng. Bây giờ cái xe này là của người ta, là người ta chuyển sang điện bình ắc quy rồi, cho nên là không biết là thợ nào á, họ đã lấy một cái dây vàng và họ câu sang bên này đó. Thì bây giờ là mình sẽ chia sẻ với anh em. Đó, thì anh em sẽ câu một cái dây vàng ở đây, là dây vàng từ dưới máy lên đó, để vào công tắc. Thì ở trong này cái phần công tắc thì khi anh em lấy ở đây ra nó sẽ có cái dây vàng, cứ là dây màu vàng tuyền thì anh em đấu vào
Thì đây nó là cái dây màu vàng tuyền anh em nhé, cạnh cái dây nâu này, cạnh cái dây nâu dây xanh này đó, thì anh em sẽ đấu nó vào. Ok, còn cái màu xanh ở đây, mình ở đây có một cái màu xanh, thì anh em sẽ nối một cái công tắc. Trong trường hợp cần kíp mà có vấn đề gì đó thì anh em có thể can thiệp bằng công tắc. Ví dụ như nhà có trẻ nhỏ mà lúc nào mà để xe ở nhà ấy, thì các bạn có thể off hoặc on do mình thích, để tránh tình trạng là trẻ con nó bật chìa khóa lên và nó vù ga là xe nó sẽ chạy anh em nhé. Đó, để cái này là tăng thêm độ an toàn. Và một cái đầu của cái công tắc ấy, thì anh em sẽ nối cho mình sang một cái đầu dây mà phía bên tay phanh đằng sau, nên là gọi là tay phanh trái đó. Thì nó sẽ có một cái dây đen sọc nâu, anh em nhìn rõ không ạ? Dây đen sọc nâu, ở đây mình có cái cụm dây đen sọc nâu ở đây đó, thì anh em sẽ gắn nó vào cái dây đen sọc nâu. Còn nếu như anh em gắn vào cái dây xanh sọc xanh biển này, xanh biển sọc xanh lá ở đây, thì ở đây nó có một cái dây xanh biển sọc xanh lá ở cái phía bên này này, thì anh em bắt buộc phải bóp đề nhé, phải bóp phanh mới đề được đó. Thì anh em sẽ gắn ở đằng trước của cái công tắc này luôn, đây là cái công tắc đó. Thì anh em sẽ gắn đằng trước cái công tắc, thì anh em chỉ cần bật chìa khóa lên nó sẽ đề thôi. Ok, thì cái clip lần sau thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách mà lên ga có thể đề nổ cái xe này, như cái xe lần trước mình có làm trên cái con Wayanfa đó, thì cái cách làm nó tương tự. Nhưng cơ bản là cái clip hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với anh em cái cách đi màu dây. Mình xin thưa với các bạn là hoàn toàn không phải cắt ghép đầu nối gì nhá, chỉ cần rút rắc ra và anh em ghim nó vào. Ở đây thì cái xe này không biết là thợ nào họ đã cắt cái dây ở đây đi, dây điện máy từ dưới lên ấy, họ cắt đi và họ có gắn vào cái dây này để sang bên này để lấy điện, để chuyển thanh điện bình đấy. Thì mình đã lợi dụng là cái đầu dây mình cắt ở đây đi thì mình buộc luôn vào đây. Còn không thì anh em sẽ rút cho mình cái rắc ở đây này. Anh em nhìn đấy, đây là cái rắc đèn, công tắc đèn. Thì anh em đằng trước này nó sẽ là, đằng sau này nó sẽ là công tắc đèn, thì anh em sẽ rút ở đây ra. Đó, thì nó có cái đầu dây thì anh em sẽ ghim vào như cái này, thì hoàn toàn không phải cắt ghép đầu nối gì cả. Và cái dây bên này cũng thế, thì anh em sẽ rút cái rắc, ở trong này sẽ có một cái rắc đồng, anh em rút ra và anh em cắm nó vào, rồi anh em ghim nó lại. Rồi ok, rồi bây giờ là mình sẽ test cho anh em lại một lần nữa. Thì khi anh em cắm cái rắc ấy vào đây ấy, thì anh em vẫn bấm nút đề bình thường. Đó, thì bây giờ là mình sẽ test lại một lần nữa. Ok, để mình kiểm tra xem là cái công tắc này mình đã bật chưa. Bây giờ mình đang off, bây giờ mình sẽ on. Đó, thì bây giờ là mình sẽ test lại một lần nữa. Anh em để ý cho mình cái đèn vàng ở đây nhá. Thì khi mình bật chìa khóa thì sau khoảng 2 đến 3 giây thì bắt đầu nó mới đề nổ nhá. Đó, nó đề nổ rồi, cái máy nó nổ rồi, nhưng cái đèn vàng nó vẫn sáng. Thì lúc đấy là cái đèn vàng đây nó vẫn sáng, thì nó sẽ biểu thị cho là cái bơm của mình nó vẫn đang nén xăng vào bùng đốt. Đó, thì cách thức này nó rất là đơn giản thôi. Thì khi anh em vận hành ấy, thì khi máy đã nổ rồi thì anh em chỉ việc vặn ga là anh em chạy thôi. Đó, thì cách thức này nó cũng rất là đơn giản và nó hay. Đó, thì có rất nhiều anh em đã yêu cầu mình làm cái clip mà chia sẻ và hướng dẫn cái cách mà lắp cái con auto khởi động ở đây. Đó, thì bây giờ là mình sẽ test lại một lần nữa. Thì bây giờ là mình sẽ sang bên này. Ok, mình sẽ sang bên này và mình sẽ bật chìa khóa lên. Đó, cái xe mình nổ rồi. Thì bây giờ là mình sẽ gạt chân trống xuống. Đó, mình đã gạt chân trống xuống đây nhá. Khi mà mình gạt cái chân trống lên, có nghĩa là khi các bạn đi chợ hay là đi xe hàng ngày đó, mà các bạn gạt chân trống xuống là đã ngắt máy, và nó đồng thời là sẽ ngắt đề. Và khi bây giờ mình sẽ gạt chân trống lên, đó, nó tự động nổ luôn cho các bạn, không phải bấm đề nữa. Ok, thì bây giờ là mình sẽ quay như này, nó cũng hơi vướng hơi khó bởi vì cái máy nó không bao quát được hết. Ok, bây giờ cái máy mình sẽ làm lại nhé. Cái máy của mình vẫn đang nổ này, anh em để ý cái máy của mình vẫn đang nổ này. Mình gạt chân trống này, đó, cái máy của mình đã ngắt rồi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ gạt cái chân trống này để mình lăn bánh để mình đi. Thì thay vì mình phải bấm đề là mình chỉ cần gạt cái chân trống là cái máy của mình đã nổ rồi. Đó, anh em thấy không ạ? Rất là ok, rất là ngon. Đó, nếu mà cái xe này mà anh em gắn cái bộ này thì cũng rất là đơn giản thôi. Nếu như anh em có nhu cầu thì mình sẽ ship hàng cho anh em trên toàn quốc theo hình thức là COD, nhận hàng rồi thanh toán. Thì anh em có thể là liên hệ với mình theo số điện thoại 0165 614 6888, gặp Tiên Mô Tôn. Hoặc là anh em có thể là có Zalo thì có thể kết bạn với lại Zalo của mình là Tiên SIM,
hoặc là các bạn có thể đánh cái số điện thoại của mình vào sẽ kết bạn được với mình. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em có thể là chi tiết hơn, sẽ hỗ trợ anh em về mặt kỹ thuật nó sẽ tốt hơn. Đó, thì cái xe này thì mình đã làm thêm mấy công tắc ở đây. Thì anh em có thể là gắn cái công tắc ở đâu cũng được, tùy anh em. Có thể là anh em ở chỗ này nó sẽ còn rôi một cái chỗ này. Đó, thì anh em có thể là gắn cái công tắc này vào, quét một cái lỗ gắn cái công tắc này vào thì để chế độ on off. Đó, thì nó tăng thêm độ an toàn. Và khi anh em lắp thêm cái này thì nó sẽ tăng thêm cái độ tiện nghi cho cái xe này. Thì cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ chia sẻ với anh em là vẫn là lắp một cái con auto khởi động vào đây, nhưng mà sẽ lên ga nổ anh em nhé. Nó sẽ tương tự như những cái chiếc xe mà SH đấy. Tại vì những cái chiếc xe này đời cũ và nó không có những cái tính năng mà lên ga nổ máy. Thì bây giờ mình sẽ cải tiến nó. Ở trên cái clip này thì mình chỉ hướng dẫn anh em như vậy thôi. Và mình cũng sẽ khuyến cáo luôn với anh em là ở trên cái xe ga này thì cũng có thể là lắp được cái bộ mà auto startup engine. Có thể là dùng cái công tắc này, là khi anh em đi đến đèn xanh đèn đỏ đó thì có thể là dùng cái công tắc này là bấm để tắt máy. Và sau khi đến đèn xanh thì anh em có thể bấm công tắc này là máy nó tự động đề. Thì nhưng mà trên cái xe ga này thì mình cũng khuyến cáo với anh em là không nên làm như thế. Thì làm như thế cũng được thôi, nhưng mà cái xe ga này của mình nó là xe đế chế phun xăng điện tử rồi, nhưng mà cái hệ thống đề của nó là đề lao, đề ồn, nó không êm như những cái xe đời mới bây giờ. Thì nếu như các bạn mà đỗ đèn xanh đèn đỏ mà tắt máy đi, mà các bạn mà bấm đề lại ấy, thì nó tự động đề lại ấy, nó khoạch một cái thì có khi cái người bên cạnh nó sẽ giật mình, như thế nó cũng không hay. Còn nếu như cái xe số ấy, thì cái tiếng đề nó êm thì ok đó. Còn những cái xe mà Vision đời sau hoặc là những cái xe LED đời sau mà đề êm ấy, thì cũng không phải chế những cái bộ này làm gì cả. Bởi vì cái tiếng đề của nó rất là êm rồi, mà nó cũng có cái nút ending stop ở đây, thì anh em có thể là dùng cái công tắc đấy. Còn những cái xe đời cũ này nó không có thì anh em mới phải độ chế. Mà nó làm như thế thì nó tăng cái độ tiện nghi cho cái xe này. Ok, anh em đã hiểu chưa ạ? Thì cái clip tiếp theo ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em là làm lên ga này. Còn cách thức làm mà lên ga thì mình đã có chia sẻ với anh em rồi, thì mình sẽ không hướng dẫn cho anh em làm cái cùm tay ga của cái xe Vision này nữa. Mà anh em có thể tìm cái clip mà hướng dẫn độ tay ga lên ga nổ máy đó, thì anh em có thể kích vào cái mục đó thì anh em sẽ xem cái cách mà thức là lên tay ga ở đây. Ok, xin chào anh em, mình là Kim Motul. Rất chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi cái clip của mình. Nếu như anh em thấy hay, like, share, subscribe kênh của mình. Ok, nếu như anh em có thắc mắc hay là có muốn yêu cầu mình làm những cái clip gì khác thì có thể là comment ở bên dưới, thì mình sẽ dần dần có thời gian là mình sẽ hướng dẫn anh em và mình sẽ làm cho anh em coi. Ok, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi.